Lần đầu tiên cho phép Minh Nhật và Yến Pha cũng xin gửi tất cả cô chú anh chị có mặt hôm nay một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Hôm nay đến đây là ngày vui của anh Trần Liêm. Em là một người em của anh, không biết nói gì hơn xin chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc. Và để liên tục chương trình cho phép Minh Nhật và Yến Pha xin gửi tất cả cô chú anh chị có mặt hôm nay một lớp dòng cổ trong vở tuồng được mở lên bên cầu Dệt Lụa. Mời chị cùng lắng nghe. Kính chào công tử. Dạ, kính chào tiểu thư. Trong hoàn cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tấm chân tình cao cả của tiểu thơ đã dành tặng cho kẻ đã xa cơ, đã trải thân lưu lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen, vinh nhục đã quá. Tiểu thơ là một khách tri âm, cứ xử với tâm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay tôi đành ôm hận, xin cứ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ. Địa phụ ngày xưa đã cắt tóc bán lấy tiền tên chồng lai kinh ngân thi, đây mới hành trạng gian chứa một thâm tình và số bạc mòn em đã chất chiêu trong những ngày nắng sương tần tao. Trong trao tay ân cần đưa tiền kẻ đăng trình, gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu dựng quá, vì nặng nghĩa cương thường vượt qua dòng lễ giáo thị phi. Ngày bạc ngộ tên đề làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được cùng ai vui đậu xương tùy, chỉ mong vàng thương chút nghĩa tương tri. Xin với cha em hãy nhẹ điều ân quán. Quỳnh Nga ơi, ta cảm động trước ký tình nàng tha thiết quá, nhưng biết phải làm gì khi mình vẫn trắng đôi tay. Còn đây, đây là chiếc áo lụa được kết bằng tơ tâm. Mà đêm từng đêm em đã cố gắng mai dở âm thầm, đôi bóng đèn quê thương nhớ ngập tâm hồn.
đêm từng ngày tháng lụng dần trong hiu quạnh. Lòng thầm nguyện cầu cho ai làm được chút công danh, tranh hình cuốn bóng ai chập chờn bên ánh lửa co ro, gom lá thêm giàu cho đủ sáng đọc kinh. Mẹ đọc sách dân gian tay le đập mồi, em cứ chở cho rồi chiếc áo hồ kia buổi lai kinh. Dòng chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nghèo phải thay bằng áo trạng nguyên. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi nhật vật trao tay ta nghẹn ngào muôn rừng rực lửa yêu đương, ta nguyện cùng ai thề gian chứ chung tình. Nàng đã sưởi ấm hồn ta qua muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấm vào trong ngực mộng, chưa mặc mà hơi thở len vào từng kẻ tóc chân tơ, mang mãi bên mình mặc áo lụa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cũng lá lai, trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt men nồng. Xin chàng đừng nặng quá hơn thời vì ngô đôi với cha già. Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em dí như ngọn đồi hèn mông, cuộc tình của em thì cáo dời như ngọn thái sơn. Cái đắng ngày nào không còn nữa, chứ tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phụ. Đời dẫu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc, ta biết nói làm sao cho trọn ý chung tình. Buổi tiệc đưa sao quá nhiều bình sinh, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt, lời đã trao ai ta giữ vẹn hương thề. Em nguyện ghé cửa phòng quê đợi chàng bái tổ dịch quy tương phùng. Tiền nàng về với quê chung, vòng tay từ tà thủy chung vẹn dịch. Đưa người vàng chậm đắng trình, lòng như bông dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tiếng hát của đôi nghệ sĩ rất nhiều.